chào mừng anh chị đến với video của đỗ thành trung ngày hôm nay à, hôm nay à, không có gì để chia sẻ cả nhưng mà có một cái câu hỏi mà mình cứ băn khoăn hoài cả ngày hôm nay à, không biết phải nói làm sao nếu như đại dịch này à, trong vòng à, 5 năm nữa nó mới kết thúc và chúng ta không được ra khỏi nhà hoặc là à, nhà nước à, sẽ tạo một cái điều kiện là một người ra khỏi nhà thôi thì à, để cho nền kinh tế nó phải sai chuyển đúng không ạ à? À, vậy thì à, chúng ta sẽ mua bán kinh doanh bất động sản như thế nào anh chị có cái ý kiến gì về cái câu hỏi này không chúng ta sẽ làm gì à, trong cái thời à, kỳ đại dịch này nếu à, chúng ta không tiếp cận được những cái thông tin không đi xem nhà trực tiếp được và những cái giao dịch nó sẽ xảy ra như thế nào à, bản thân mình nghĩ thì à, chúng ta cần phải có những cái phương án à, để có thể đối phó với cái uh, cái tình trạng là được bị cách ly như thế này uh, thì uh, như thế nào <laughs> nếu uh, chúng ta không đi uh, xem đất được và các nhà môi giới rất nhiều công ty bất động sản hiện tại đã phải đặt nghỉ đóng cửa chỉ còn một số công công ty có thể uh, tồn tại được uh, khi đẩy hình thức lên online bản thân mình thì cũng đẩy uh, công việc uh, kinh doanh lên online ngay từ khi cái dịch nó sẽ đã xảy ra tuy nhiên nó cũng vẫn còn có nhiều cái khó khăn cũng như là những cái thử thách bởi vì cái cái thói quen tiêu dùng của con người chưa thay đổi à, đa phần mọi người đều phải tự tay tới phòng công chứng đúng không ạ à? à, nếu ở xa không di chuyển được mà thấy rõ ràng đó là những cái cơ hội của mình thì là chưa quen với các kiểu như là hợp đồng ủy quyền hoặc là rất nhiều cái điều khoản mà pháp luật có thể giúp chúng ta ở một nơi vẫn có thể mua bán à, bất động sản được cái việc mà chúng ta chưa mua được qua cái hình thức online à, thực sự là bởi vì à, chúng ta chưa thử nghiệm nó chúng ta chưa có trải nghiệm nó cho nên chúng ta sẽ chưa có những cái kinh nghiệm chúng ta chưa trải nghiệm nó cho nên chúng ta chưa biết được nó đúng hay nó sai à, bản thân à, mình cũng à, và toàn thể công ty à, đều đẩy mạnh hình thức online bằng các video marketing và video live stream trực tiếp để những khách hàng của mình có thể mình sẽ là đôi mắt của khách hàng của mình để có thể nhìn nhận những cái bất động sản một cách hợp lý nhất à, đa phần các à, bạn môi giới hoặc là những cái thông tin mua bán nhà đất đều nêu lên những cái đặc tính tốt của bất động sản nhưng mà là giấu đi những cái à, cái khuyết điểm cho nên rất nhiều nhà đầu tư à, ngại ngùng khi cái việc mà không đi coi đất à, trực tiếp được À, bản thân mình cũng vậy tuy nhiên à, qua cái đợt dịch này và được tiếp cận với những mối quan hệ của các chủ doanh nghiệp khác thì mình bán đất trong khi các à, mọi người đều chưa đi xem đất đó là dựa vào cái sự tin tưởng tin tưởng thứ nhất là tin tưởng vào uy tín của bản thân mình tin tưởng vào uy tín của công ty và cái thứ hai là tin tưởng vào cái tiềm năng phát triển của dự án mình giới thiệu vậy thì à, À, mình ngồi mình suy nghĩ thực chất cái đất á, nó cũng chỉ là cái công cụ thôi nhà đầu tư à, anh chị mình đầu tư là cũng cần à, lợi nhuận và cái tính pháp lý ổn định cái sản phẩm nó không còn quan trọng nữa theo mình nghĩ như vậy sản phẩm bất động sản không còn quan trọng nữa miễn sao nó đạt được cái à, yếu tố pháp lý an toàn về pháp lý và ổn định về cái dòng tiền đầu tư à, chúng ta cũng có thể xem nó như là một cái à, chứng khoán vàng hay là tất cả các yếu tố khác quan trọng là ở người bán họ có cam kết được cái lợi nhuận hay không uy tín của chủ đầu tư như thế nào thì nó sẽ có được những cái sản phẩm phù hợp với khách hàng đầu tư đúng không các anh chị cho nên mình suy nghĩ từ sớm đến giờ mình cảm thấy của cái việc này nó bình thường mà nhu cầu mua ở thì nó sẽ khác nhưng mà với cái nhu cầu mua ở thì nó lại không có cái 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 khoảng cách về địa lý bởi vì khi mình mua ở mình phải tới địa phương đó mình xem mình mới mua được còn về đầu tư thì nó chỉ quan trọng là cái khoản lợi nhuận thì cần phải được phân tích xem xét cụ thể thì nó sẽ ra được cái khoản lợi nhuận của mình à, mình không coi bất động sản là là một cái gì đó ghê gớm nó chỉ là cái công cụ phương tiện để mình thực hiện cái việc đầu tư của mình thôi chúng ta có cũng sẵn sàng mua rất nhiều những cái tài sản khác mắc hơn cả đất đai rất nhiều đúng không ạ nhưng mà dựa dự vào cái sự tin tưởng và thì tại sao bất động sản không trở thành một cái phương tiện như vậy để giúp mình có thể lên online nhiều hơn. Bằng bây giờ thì cái hình thức này nó cũng rất là nhiều như là công cụ uh, livestream, uh, Google map uh, và các thông tin ở trên mạng đều đầy đủ, khi chúng ta được tặng mắt chứng kiến, kể cả những cái uh, cái video về live cam nó còn rõ ràng hơn những cái việc mà chúng ta đi tới một cái uh, vị trí đất thực sự. Mình nghĩ là trong vòng 3 năm nữa thì cái xu hướng mua bán bất động sản nó đều phải dịch chuyển lên như vậy hết mới phù hợp được anh chị có ý kiến gì không nếu anh chị có ý kiến gì về cái cái hình thức mua bán bất động sản thì hãy comment ở bên dưới nha. À, mọi cái ý kiến của mình ở đây đều là cái ý kiến chủ quan của mình nó không có đúng, nó không có sai và nó cần phải có những cái yêu cầu phản biện của tất cả các anh chị để giúp mình có thêm được cái nhìn tổng quát hơn về thị trường bất động sản trong thời điểm dịch cũng như là trong thời điểm tương lai. Trong thời điểm dịch cũng như trong thời điểm tương lai và chúng ta theo mình thì chúng ta cần nên suy nghĩ về cái điều này. Bởi vì sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ quay trở lại với một cái trạng thái bình thường. Nhưng mà bình thường trong trạng thái mới nó không còn là những năm 2018, 2017, 2016 nữa. Bắt đầu từ cái dịch ở đây thì chúng ta bắt đầu làm quen với những cái trạng thái bình thường. Bình thường ở trong nhà năm bảy ngày là chuyện bình thường. Trước giờ mà ở trong nhà một hai ngày là thấy cùng tay cùng chân rồi đúng không ạ? À? Nhưng bây giờ ở trong nhà năm bảy ngày các công việc học tập của con cái, công việc kinh doanh của mình đều chuyển lên hình thức online cũng nhờ cái hình thức online này mà mình đã mở rộng được rất là nhiều mối quan hệ với tất cả các chủ doanh nghiệp trên cả nước cũng như là cái cơ hội học tập phát triển bản thân của mình à, mà trước giờ mình hay bị gói gọn lại ở một cái khoảng cách địa lý và mình không có cái cơ hội như vậy hoặc là di chuyển đi lên những cái tỉnh thành khác, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì nó rất là xa và nó thường là nó tốn kém cả về tiền bạc và thời gian cho nên à, bị giới hạn của những cái chủ doanh nghiệp ở những cái tỉnh lẻ Tuy nhiên qua cái đợt dịch này á thì đây là cái cơ hội mà tạo hóa đưa tất cả chúng ta về con số 0 để cùng nhau phát triển. Và trong cái việc phát triển doanh nghiệp nói riêng và cái việc phát triển về cái mô hình kinh doanh bất động sản nói chung thì mình cũng có những cái suy nghĩ rất nhiều. Tại sao bất động sản mình phải đi xem mình đi xem mình chỉ ở dưới đất mình xem thôi và mình nghe theo những nhà tư vấn những nhà môi giới có bao giờ anh chị đã có những cái nhìn tổng quan từ ở trên vệ tinh xuống từ những cái thông tin mà mình góp nhặt mình không còn mua theo cảm xúc nữa không từ những cái hình ảnh và like cam bay trực tiếp trên cái cái bất động sản của mình và mình có cái thời gian để mà suy nghĩ lựa chọn cái việc đầu tư của mình không còn mua theo cảm xúc nữa rất nhiều anh chị đã mất tiền bởi vì không quản trị được cảm xúc của mình khi cảm xúc đi lên thì trí tuệ đi xuống đúng không mà bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ được cái đó khi chúng ta mua trên hình thức online và cái vấn đề à, rắc rối ở đây chính là cái vấn đề về pháp lý công chứng và chuyển tiền à, bây giờ thì mình sẽ nghiên cứu về cái giải pháp như nó như thế nào để mà chúng ta có thể hoàn thiện được đó giá như mà có một cái đơn vị ngân hàng nào đó đứng ra làm bảo lãnh ba bên công chứng thì công chứng trực tuyến hay à thì lúc đó cái việc chúng ta không phải tốn cái chi phí để bay từ những tỉnh này đến tỉnh khác để mua bất động sản nữa chúng ta có thể và lúc đó hầu như những cái bất động sản ma cái bất động sản những dự án ma những chủ đầu tư uy tín dần bị mất trên thị trường luôn bởi vì chúng ta sẽ dễ dàng search ra được những cái thông tin của bất động sản Những cái nào mà nó đã có pháp lý ok, công chứng liền hoặc là sổ đỏ trao tay Thì nó đều có cái bằng chứng rành rành ra như vậy Những cái hình ảnh thì sẽ được flycam à, Chúng ta cũng có thể coi trên vệ tinh của Google Maps Và rất nhiều các kênh để chúng ta có thể khảo sát bất động sản của mình từ xa Đôi khi nó lại là cái hay đúng không <laughs> Anh chị nghĩ sao? Anh chị thấy sao? anh chị thấy sao khi mình có được những cái điều như vậy. Cái việc này á suy nghĩ của mình nó sẽ nó không có đúng không có sai đâu anh chị, nó có thể đúng với cái suy nghĩ hiện tại của mình nhưng mà ngày mai nó lại khác. <laughs> Tuy nhiên mình có suy nghĩ thì mình sẽ nói ra để mình cùng nhau tâm sự để mình biết đâu mình sẽ tìm kiếm được một cái cơ hội kinh doanh khác trong cái thị trường bất động sản hiện tại. Chúng ta phải thích ứng chứ con người có khả năng thích ứng cực kỳ cao hơn hơn các loài khác mà bây giờ mà không online thì lấy gì mà nhai đúng không các anh chị và nó cần những cái công cụ hỗ trợ như thế nào mình sẽ nên có những cái đề nghị những cái kiến nghị gì cho cái thị trường bất động sản Việt Nam của mình để giúp đỡ mình biết đâu đây là một cái cuộc cách mạng để đổi thay sao mọi thông tin nó ở trong cái thế giới phẳng này nó đều rõ ràng và có thể kiểm chứng được. Hình ảnh thì nó thực và cái video của nó cũng thực. Cái điều mà để mà mình có thể mua chính là cái niềm tin. Thì đây thực sự là một cái cơ hội cho những nhà môi giới chuyên nghiệp. À, mỗi nhà môi giới có tâm và những công ty bắt những chủ đầu tư những công ty bất động sản có tầm sẽ tiến hành làm những cái sản phẩm đáp ứng được những cái nhu cầu của của thị trường và như vậy á thì chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp xúc với một nền tảng mới một nền tảng mua đất online bất động sản vẫn ở đó nhưng mà giao dịch là online và chúng ta sẽ yêu cầu là cần có những cái nhìn khái quát hơn rõ ràng hơn về cái vị trí đất của mình cũng như là cái giấy tờ pháp lý thì cái này công nghệ bây giờ đã có thể hỗ trợ chúng mình rồi mình nghĩ đây cũng là một cái vấn đề phải suy ngẫm đúng không các anh em anh chị thấy video này thì hãy comment cái ý kiến của mình và ở phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận về cái vấn đề này biết đâu đó các anh chị là những người sẽ góp sức để hình thành nên một cái thị trường bất động sản online thì sao ạ? À? Mình sẽ dừng video ở đây. Rất mong nhận được nhiều cái phản hồi của mọi người ở dưới phần comment để giúp chúng ta có được một cái giải pháp tốt hơn. Hãy lấy ví dụ 3 năm nữa, 5 năm, năm nữa dịch nó mới hết. Tiền thì nó vẫn thế, nhu cầu thì nó vẫn thế. Vậy đứng trên cương vị của những nhà đầu tư bất động sản thì anh chị cần điều gì tại thời điểm này? nhé Hãy đứng trên cương vị là những nhà đầu tư bất động sản thì anh chị cần điều gì tại thời điểm này thì hãy comment vào phía bên dưới và chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này à, xin chúc các anh chị thật là sức khỏe an toàn và hẹn gặp lại anh chị ở những video sau